Xin chào các bạn đến với kênh Netmedia CCTV chuyên mục kiến thức máy tính. Trong video clip hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn thực hiện những cái dòng lệnh VBA để xóa bỏ những cái dòng có chứa ô rỗng trên một cái cột trong bảng tính của chúng ta. Thì ở đây các bạn để ý trong cái bảng tính này thì có dòng thứ 5, dòng thứ 8, dòng thứ 10 có các ô hay còn gọi là các cell của cột thứ ba, cột C, nó rỗng không có dữ liệu. Thì chúng ta sẽ thiết kế một cái button bằng VBA để khi nhấn vào cái button này thì những cái dòng có ô rỗng sẽ được xóa bỏ khỏi bảng dữ liệu của chúng ta. Thì các bạn để ý các dòng thứ 5, thứ 8 và thứ 10 sẽ được xóa bỏ khi mình click vào cái nút xóa dòng có cell ở cột 3 rỗng nè, các bạn để ý nha. Ba dòng này sẽ được xóa mất đây. Mình sẽ tô màu để các bạn có thể nhìn dễ nha. Đó, dòng rỗng nè. Có cột thứ 3 rỗng. Đó, các bạn thấy là những cái dòng có cái ô rỗng ở cột thứ ba là cột tỉnh trong bảng dữ liệu của chúng ta đã được xóa ra khỏi bảng dữ liệu. Thì việc này thực hiện như thế nào? Sau đây mình sẽ viết những cái đoạn code trên VBA để các bạn tham khảo. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái file Excel với cái bảng dữ liệu giống như bên nãy. Trước tiên chúng ta cần một cái button. Thì bạn vào cái tab developer này để chúng ta kẻ cái button đó. Các bạn chú ý nếu như Excel của các bạn không có xuất hiện cái tab developer này thì các bạn có thể vào file option. Bạn vào cái mục customize response này và bạn check vào cái mục developer này. Bình thường nếu bạn không check thì nó sẽ không có cái tab này, và bạn check nó bằng OK thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái tab. Trong tab developer này bạn chọn insert và cái mục thứ hai đó là activate control, bạn chọn cái comment button này. Chúng ta sẽ vẽ một cái button và tiếp tục bạn double click vô cái button này để chúng ta tiếp tục viết những đoạn code thực hiện xóa dòng có ô rỗng trong bảng dữ liệu. Thì mình sẽ viết ra những cái đoạn code bằng VBA này, sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sao. Trước tiên chúng ta có một biến A và chúng ta gán nó bằng cái dòng lệnh sau: worksheet. Tiếp theo là tên sheet. Ở đây bảng dữ liệu của chúng ta nằm trên sheet 1. Chúng ta tiếp tục truy cập vào cell. Ở cell này chúng ta sẽ vào row. Các bạn chú ý, các bạn có thể viết bằng chữ thường toàn bộ những câu lệnh này. Thì sau đó cái VBI của chúng ta sẽ chuyển thành những cái ký tự hoa đặc thù của đoạn code của VBI nha. Đó, khi các bạn enter thì nó tự động sẽ chuyển sang những cái ký tự của code VBA rất là chuẩn như thế. Sau đó dòng thứ hai là chúng ta thực hiện một dòng lọc for để kiểm tra. For đó chạy từ biến y, thì biến y nó sẽ từ dòng thứ tư, dòng thứ tư cho đến dòng thứ a. Dòng thứ a là a ở trên, mình sẽ lấy bằng cái đoạn code ở trên này các bạn. Thì chạy dòng lọc for này để làm gì? Kiểm tra if tên sheet là
sheet 1. Các bạn chú ý cái này là tên sheet, vì trong cái bảng dữ liệu mình đặt trên sheet 1 thì mình để sheet 1. Ngoài ra bạn có thể để tên sheet khác thì bạn đổi cái tên sheet này lại. Cell Y, cell của dòng Y và cột 3, đó là cái cell giao nhau giữa dòng và cột đó các bạn, thì nó là cái cell đó, nó giao giữa dòng Y và cột thứ 3. Mình ở đây mình đang kiểm trên cột thứ 3, thì cái cột thứ 3 đó mình sẽ kiểm cái giá trị của nó. Cái giá trị của nó mà bằng rỗng thì chúng ta sẽ làm gì? Ben sẽ làm nè, sẽ xóa cái dòng đó nha các bạn. Row dòng Y này mình sẽ xóa nó đi, và kết thúc cái lệnh if này bằng lệnh end if. Các bạn nhớ là phải nét, không nét thì nó sẽ không có thực thi hết cái dòng lập for đâu. Xong, như vậy là chúng ta đã viết xong cái đoạn code cho cái button xóa dòng đó và đổi tên cho cái button luôn các bạn. Bạn đổi tên ở cái mục là caption, mình đổi viết tiếng Việt, tiếng Việt nó sẽ bị lỗi, các bạn có dấu bị lỗi, ở đây mình sẽ viết tiếng Việt không có dấu, là xóa dòng có cell rỗng cột 3. Đó, cái cột thứ 3 mình kiểm tra chỉ những cái cell trên cột 3 thôi. Ok, thực thi nó cái mình sẽ thoát ra. Đó, mình đã vừa thiết kế xong cái button nè các bạn. Và nó sẽ xóa những cái dòng này. Xóa cái dòng thứ 5, dòng thứ 8 và dòng thứ 10. Vì sao? Vì nó có cái cell của cột thứ 3 này không có giá trị. Mình copy ra một cái đoạn code nữa để có một chút xíu mình sẽ giải thích. Đây, mình sẽ nhấn nha. Đó, cái này nè, mình làm dấu cho các bạn dễ nhìn thấy. Đây, dòng này. Dòng này. Xem này, xem này. Khi chúng ta nhấn cái button này thì cái đoạn code VBA chúng ta vừa viết sẽ thực thi và xóa được những cái dòng có chứa cái ô rỗng trên cột thứ 3. Đó. Các bạn thấy không? Những cái dòng đó đã được xóa bỏ. Và quay lại cái việc mà giải thích cái đoạn code VBA đó nha các bạn. Thì các bạn vào cái mục Developer này, chọn cái Mod Design này để chúng ta giải thích. Đối với cái dòng VBA đầu tiên này nè, chúng ta sẽ gán cho cái hàng số A này một cái đoạn code này. Có nghĩa là dán cho hàng số A cái số thứ tự của cái dòng cuối cùng trong bảng dữ liệu của chúng ta. Thì ở đây cái bảng dữ liệu bạn thấy là, ví dụ như bảng dữ liệu của chúng ta hiện là nó có 12 dòng. Thì khi mà bạn thực thi cái dòng code này nè, thì biến A này sẽ được gán là con số 12. Khi bạn nhập thêm những cái dòng mới trên bảng dữ liệu của chúng ta thì cái biến A đó tự động sẽ được cập nhật và nó sẽ tăng. Mình giao ví dụ gì, mình cập nhật thêm một cái nữa ở đây cũng rộng luôn đi. Đó, xong chúng ta sang cái dòng lập for. Cái dòng lập for của chúng ta kiểm tra từ dòng thứ tư cho đến dòng cuối cùng của bảng dữ liệu của chúng ta. Tại sao từ dòng thứ tư? Thì khi các bạn nhìn vào bảng dữ liệu của chúng ta thì bảng dữ liệu của chúng ta bắt đầu từ dòng thứ tư nha các bạn. Đó, hai dòng đầu chúng ta bỏ trống, tới dòng thứ ba cái là cái title mình không tính, vào dòng thứ tư là cái bảng dữ liệu của chúng ta. Do đó là y bằng dòng thứ tư cho đến dòng cuối cùng của bảng dữ liệu. Rồi, cái câu lệnh if này để kiểm tra điều kiện thì worksheet sheet 1 nè là tên sheet nè, và cái cell kiểm tra cái cell giá trị, kiểm tra giá trị của cái cell giao nhau giữa dòng y
và cột thứ ba. Các bạn để ý cột thứ ba đã cố định dòng Y, thì cái dòng nó sẽ chạy từ dòng 4 này cho đến tới dòng cuối cùng của bạn dữ liệu của chúng ta đó, dòng 4 đến bạn dữ liệu chúng ta. Và cột thứ ba đây là cột này cố định, có nghĩa là cái cell đó là những cái cell nằm trên đây đó, nó sẽ kiểm tra giá trị của những cái cell này nha các bạn. Và khi nó kiểm tra giá trị những cái cell này mà nó thấy cái cell đó rỗng, có nghĩa là không có giá trị, thì nó sẽ thực thi câu lệnh là xóa cái dòng đó. Thì tóm lại chúng ta chỉ có những có 4 đoạn code rất là ngắn gọn này đây, để chúng ta thực hiện cái button xóa những dòng chứa cái ô rỗng trên một cái cột này. Và mình thực hiện lại một lần nữa cho các bạn xem. Tại sao là nó không xóa đây các bạn? Đó, các bạn để ý tại sao nó không xóa? Tại vì ở đây cái sheet này lúc này là cái sheet không phải sheet 1 nữa, mà là sheet 1 mở ngoặc số 2 này, cho nên nó hoàn toàn không có hiểu được. Đó. Cho nên bạn có thể là đặt lại sheet 2. Đó. Khi bạn đặt lại sheet 2 thì bạn vào ở đây, bạn sửa lại là sheet 2. Rất là đơn giản như vậy. Thì nó sẽ thực thi thôi. Đây. À, nó xóa những dòng. Tại sao cái dòng này có cái cell rỗng mà nó không xóa các bạn? Tại vì nó cái cell này nó nằm ở cột thứ tư chứ không phải nằm ở cột thứ ba. Trong khi câu lệnh của chúng ta là kiểm tra cái cell nằm ở cột thứ ba các bạn, thì nó trong cái này nó sẽ lòi ra những cái vấn đề mà mình giải thích luôn cho các bạn hiểu. Khi các bạn save lại một cái file Excel mà có chứa VBA thì các bạn để ý, các bạn save bằng chọn cái mục là ở chỗ save as type này, các bạn phải chọn là Excel macro enable workbook nha các bạn, thì nó sẽ mới là save những cái đoạn code VBA của chúng ta vào cái file Excel này luôn. Còn nếu không á, thì nó sẽ không save cái những cái đoạn code VBA của chúng ta vào cái file Excel này, thì khi mà mình đem qua nơi khác mình chạy có thể có khả năng xảy ra lỗi rất là lớn. Thì đến đây video hướng dẫn các bạn thực hiện viết một cái đoạn code VBA cho button xóa những cái dòng mà chứa ô rỗng trên một cái cột của bảng dữ liệu của chúng ta đã kết thúc. Các bạn có thể vào trang giáo án.link để xem nhiều tài liệu dành cho giáo viên, học sinh và những thủ thuật hay ở trên đó. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video thủ thuật hay máy tính. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Cảm ơn các bạn.